Mến chào các bạn, Huệ lại trở lại với các bạn trong ngày hôm nay. Mến chúc các bạn luôn luôn an vui và hạnh phúc, có một ngày mới tràn đầy năng lượng và có những cái sự nhiệt huyết trong cái cuộc sống của chúng ta. Và hôm nay thì Huệ Oan thì có một cái chủ đề đối với chúng ta, đó là người đó và mình có còn nợ nhau gì không. Đây là những cái mối quan hệ mà chúng ta có thể đang ngắt kết nối, hoặc là có thể chúng ta vừa nói chia tay, thì chúng ta cũng có những, có thể những cái giá trị đó nó có mang lại cho chúng ta những cái nỗi suy tư, hoặc là chúng ta cũng muốn biết là người đó và mình đây có phải là những cái sự ngắt kết nối tạm thời, hay là chúng ta đã hết duyên với nhau, hết duyên và hết nợ. Thì trong cuộc sống của chúng ta cũng thế, có những lúc chúng ta vẫn có những cái câu chuyện mà chúng ta thường có sự chia tay. Chia tay ở đây có thể là do những lý do khách quan hoặc là do chủ quan. Thế nhưng chúng ta cũng có những cái lúc chúng ta vẫn thầm hỏi là người đó và mình có còn duyên, còn nợ với nhau gì không. Đó. Nếu như như theo nhà Phật nói, khi còn duyên và khi còn nợ thì chúng ta dù có xa cách hoặc là chúng ta vẫn còn có những lúc mà chúng ta có thể nói chia tay, chủ động chia tay, hoặc là có thể do nguyên nhân nào đó nhưng chúng ta vẫn còn, thì chúng ta lại vẫn còn đến với nhau và chúng ta lại trở lại bên nhau. Thế nhưng chúng ta cũng muốn một cái trắc nghiệm là chúng ta xem là có còn hay còn hay không còn nữa các bạn nhé. Thế thì hôm nay Huệ Oan thì cũng sẽ có một cái trải bài như vậy. Đối với những bạn mà đang yêu xa, hoặc đối với những bạn có thể có gia đình, vợ chồng đang có những cái vấn đề mà chúng ta đang khó giải quyết, mà chúng ta cũng có thể là đang tạm xa nhau, thì chúng ta vẫn có những cái câu hỏi đó. Thì hôm nay Huệ Oan thì sẽ có những cái lựa chọn cho các bạn đây. Đây là chúng ta có hai cái hộp bài, lá bài của cái hộp bài chữ lành. Thì Huệ cho các bạn nhìn, đây là tụ bài số 1, các bạn nhìn nhé. Đó, tụ bài số 1 này. Đó. Tụ bài số 2, đấy, các bạn sẽ lựa chọn cho mình một tụ bài. Và khi lựa chọn thì các bạn sẽ có một cái câu niệm ở trong đầu. Đó chính là người đó là cái người các bạn đang nghĩ đến đấy. Và con nói với vũ trụ là người đó và con có còn duyên và còn nợ với nhau không? Đó. Thì chúng ta sẽ cùng nhau lựa chọn nhé. Thì cũng mến chào các bạn đã đến với Huệ Oan thì cảm ơn các bạn đã có những cái đồng hành và chia sẻ cùng với kênh của mình. Cũng rất biết ơn các bạn bởi vì có rất nhiều bạn đã có những cái thông tin cũng như là có những cái comment ở phía dưới để động viên kích lệ cũng như là để chia sẻ cùng với Huệ Oan thì. Và cũng rất nhiều anh chị cũng đã có những cái thông tin mà muốn xem riêng và cũng muốn chia sẻ riêng, tâm sự riêng với Huệ. Thì Huệ cũng vẫn đón nhận các bạn nhé. Và hãy lưu ý là chúng ta hãy liên hệ với Huệ qua cái số Zalo Huệ để bên dưới cái bình luận các bạn nhé. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào tụ 1 nhé. Tụ 1 của chúng ta, các bạn đang chọn cái hộp bài này. Đó, thì chúng ta sẽ cùng với các bạn để đi vào tụ 1 nhé. Chúng ta hãy check năng lượng của bạn trước. Bởi vì chúng ta biết được là cái trường năng lượng của chúng ta nó sẽ luôn luôn có sự biến đổi mà. Đó. Nếu như mà chúng ta có được cái sự ổn định về năng lượng thì cái cuộc sống của chúng ta sẽ là an vui rồi đấy. Nên do vậy mà chúng ta hãy check năng lượng của bản thân mình nhé. Với câu hỏi là người đó và con có còn duyên nợ hay không? Đây là một câu hỏi dành cho vũ trụ. Thì chúng ta thấy rằng vũ trụ bao la giống như những người cha, người mẹ của chúng ta. Chúng ta hãy dành những cái sự gọi là tôn kính nhất để đặt những cái câu hỏi. Đây là năng lượng của các bạn tụ 1 này. Năng lượng của các bạn tụ 1. Các bạn nhìn Huệ trải bài thì các bạn sẽ thấy được cái... Đúng là nói đến tình cảm thì liên quan đến tình cảm quá cơ. Đó. Các bạn tụ 1, năng lượng của các bạn tụ 1 với cái câu hỏi mà người đó và con có duyên còn nợ hay không? Thì Huệ Oan thì thấy rằng ở đây cái trường năng lượng ở đây đúng là các bạn trong một cái mối quan hệ.
Một là mối quan hệ các bạn đã cam kết rồi, các bạn đã có cam kết với nhau thành một cái gia đình hạnh phúc như thế này rồi này. Thế nhưng mà các bạn với những cái lý do gì đó các bạn đã làm tổn thương nhau. Và khi tổn thương nhau thì các bạn thấy rằng các bạn đã, có thể các bạn đang có những cái sự mà chia xa để các bạn đi ra một cái hướng. Đây, các bạn có sự chia xa để ra một cái hướng. Và cái hướng này thì các bạn mới đang tạm ngắt để chúng ta đi ra một cái hướng mang lại cho chúng ta cái sự an vui hơn. Đây là cái sự rời xa của các bạn đây. Đây, cái sự rời đi của bạn hoặc là rời đi của người đó, chúng ta đã có sự xa nhau. Đấy. Thì ở đây là trường năng lượng của những bạn, nhóm bạn số 1 là các bạn đã có gia đình nhé. Các bạn đã có gia đình hạnh phúc rồi nhưng mà các bạn đã đang làm tổn thương nhau và đau tim nhau. Còn trường hợp thứ 2 là các bạn đã có một cái tình yêu có thể mang đến cho các bạn những cái cảm xúc và các bạn đang có nghĩ đến một cái hạnh phúc gia đình, các bạn đang vươn tới như thế này. Đó. Thế nhưng cũng do một cái lý do các bạn cũng đã làm tổn thương nhau. Đấy, khi các bạn đã làm tổn thương nhau và hiện tại bây giờ mỗi người đã tách nhau ra. Đấy, các bạn rời nhau đi đây để các bạn đến một cái nơi mà các bạn cảm thấy rằng cho mình được cái sự bình yên hơn. Đó. Bởi vậy mà đây có hai cái nhóm bạn nhá, như mình nói thì có hai trường hợp mà. Đấy. Thì các bạn đang trong cái mối quan hệ đó nào thì các bạn đón nhận mối quan hệ đó nhá. Năng lượng của các bạn là như vậy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ xem là năng lượng của người đó cũng sau cái sự tổn thương này. Sau cái sự tổn thương thì năng lượng của bạn, của cái họ ấy, mình cũng đang muốn check là năng lượng của họ là cái người bạn đang nghĩ đến. Dù là nam hay là nữ, là vợ hay là chồng thì các bạn cũng xem là năng lượng của họ hiện nay họ như thế nào, cái năng lượng của họ nhé. Vũ trụ hãy cho biết là năng lượng của người đó hiện nay ra sao. Mình nhìn vào đây thì thấy rằng năng lượng của người đó cũng buồn lắm bạn nhá. Họ cũng rất là buồn. Đây này, sau khi chia xa với bạn, có nghĩa là khi bạn rời xa hoặc là khi họ đi ra đi thì năng lượng của họ đến mức này này. Họ rất là buồn. Đấy, họ buồn bởi vì họ vẫn có những cái cảm nhận rằng trước kia đấy, trong cái mối quan hệ của các bạn ấy, họ luôn luôn hồi tưởng nhá. Họ luôn luôn hồi tưởng đến cái chuyện tình cảm với bạn này. Đấy, họ luôn nghĩ về cái vấn đề mà các bạn đã có với nhau, những cái hạnh phúc, những cái sự hấp dẫn với những cái niềm hạnh phúc mà như là giống như là một cái gia đình 10 ly này này. Đấy, họ luôn hồi tưởng về cái hạnh phúc đó. Và họ có những cái, họ vẫn có luôn luôn có một cái sự hy vọng nào đấy này. Họ hy vọng rằng cái vấn đề của họ và vấn đề với bạn vẫn có thể mang đến cho nhau được, vẫn có thể trở lại bên nhau được, nên bây giờ họ vẫn đang là cái người mà tự chèo chống trong cái tâm trí của họ. Họ vẫn đang tự chèo chống trong cái tâm trí của họ và họ mong rằng họ với cái hy vọng này thì họ mong rằng cái sự đoàn tụ của các bạn là có, cái sự đoàn tụ của các bạn là có, với cái tâm trí của họ là như vậy các bạn nhé. Đó, với cái sự đau buồn này thì họ vẫn có cái niềm hy vọng. Họ vẫn hồi tưởng và họ vẫn mong muốn rằng sẽ có cái sự quay trở về với bên nhau. Đấy, đây cái tâm tưởng của họ nó là như vậy các bạn ạ. Thế còn bạn, đây là chính là bạn là người rời đi. Trong cái mối quan hệ này bạn là người rời đi chứ không phải họ đâu. Đấy, thế nên là họ rất là buồn các bạn nhé. Đó. Bởi vậy mà các bạn thấy rằng đây chính là một trong những cái mối quan hệ mà người ta vẫn còn thương bạn lắm. Vẫn còn có mong nhớ đến bạn và vẫn hồi tưởng đến những cái tình cảm đẹp giữa bạn với họ. Và cái người này thì mình thấy rằng họ cũng là cái người có một cái tình cảm đấy, rất là tình cảm với bạn luôn. Thế nhưng chẳng hiểu lý do là cái lý do mà hai bạn chia tay thì các bạn sẽ đã biết rồi đúng không? Đó, thì mình cũng không cần phải tìm hiểu cái lý do đấy, bởi vì đây chỉ biết rằng cái năng lượng của hai bạn đấy, bạn thì cũng là tổn thương, bạn bị tổn thương nên bạn mới rời đi, còn họ thì có thể họ sẽ là người gây cho bạn cái tổn thương. Do vậy mà họ đang ân hận và họ đang rất là đau buồn, nhớ lại những cái quá khứ được vui vẻ, được hạnh phúc bên bạn. Và họ thấy rằng vẫn có cái niềm tin, niềm ánh sáng, có thể họ sẽ là cái người vẫn mang trong lòng một cái niềm hy vọng các bạn nhé. Thế thì mình sẽ xem là vũ trụ sẽ nói với các bạn điều gì trong mối quan hệ này. Với cái tâm tưởng của họ như vậy, thế còn bạn thì vũ trụ có nhắc cho bạn điều gì hay không?
Đó. Thực ra là bạn có mong muốn người ta quay về hay không? Thì cái này thì bạn sẽ là người đặt câu hỏi và câu trả lời cho chính bạn. Còn người ta thì với cái tâm tưởng, cái năng lượng của họ như thế này thì chắc chắn là họ sẽ rất là nhớ bạn và mong muốn được quay trở về với bạn. Họ luôn sống trong quá khứ đây này bạn này. Đó, họ luôn sống trong quá khứ, lúc nào cũng ôm những cái sầu lo của mình để nghĩ về những cái đã qua, những cái mà đã mang lại cho họ những cái hạnh phúc. Đó, thì bây giờ họ rất là đau buồn bạn nhé. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem vũ trụ nói gì. Chúng ta đặt câu hỏi chính đó là họ và bạn có còn duyên, còn nợ với nhau không? Nếu có duyên, có nợ thì chúng ta vẫn còn được gắn kết. Còn nếu mà chúng ta đã hết duyên, hết nợ thì coi như là chúng ta sẽ mỗi người mỗi một con đường để chúng ta có cái sự hạnh phúc mới, đúng không các bạn? Chúc phúc cho nhau thôi. Chúng ta sẽ xem là vũ trụ nói gì với các bạn nhé. Trong cái mối quan hệ này thì vũ trụ nói gì với các bạn nào? Bạn ơi, vũ trụ nói rằng cái tình cảm giữa hai bạn nó chưa khi nào hết cả, cả bạn cũng với người đó cũng như vậy. Có thể người ta đã làm tổn thương bạn và cái người này thì có thể đã lừa dối bạn về cái mối tình tay ba nhé. Đó, bởi vì mình nhìn thấy đây nó có hai cái sự mà nó liên quan đến ba. Đấy. Họ đây là một cái giờ lớp này, cũng có thể là chính bản thân của họ đã có một cái liên quan đến một người nào nữa và chính cái lý do đó mà bạn đã rời xa họ. Đấy. Có thể họ đã lừa dối bạn từ trước khi bước vào mối quan hệ, hoặc là trong cái mối quan hệ thì họ đã có cái sự không còn giữ trọn vẹn với bạn nữa. Do vậy mà tình yêu thì có, tình yêu của họ đối với bạn rất là có, nhưng có hai cái nguyên nhân mà khiến đến bạn rời xa họ. Và khi đó thì đến hiện tại bây giờ thì họ cũng vẫn đang có sự chống đối xem cái sự lựa chọn của họ đây này. Thế nhưng mà cái sự lựa với ba người, đây là có sự ba người thì họ đang có cái sự lựa chọn. Thế nhưng mà mình nhìn thấy ở đây, tình cảm của họ dành cho bạn luôn luôn có thể ấy, họ đã đạt đây, họ dành cho bạn cái tình cảm đến cái mức này rồi đây này các bạn này. Tình cảm của họ dành cho bạn rất nhiều luôn. Và họ cũng là một cái người mà sẵn sàng mang cốc tình yêu đến cho bạn. Mang cốc tình yêu đến cho bạn. Và họ mong muốn rằng hai bạn sẽ có sự khởi đầu mới. Đây, cái sự khởi đầu mới đây các bạn ơi. Đấy, trao cho bạn tất cả những cái giá trị mà họ đang mong muốn có được để đến được bên bạn, một cái khởi đầu mới. Và họ cảm nhận rằng bạn chính là cái người mà mang lại cho họ cái sự cân bằng nhất trong cuộc sống. Từ yêu thương cho đến cái tình cảm của họ dành cho bạn, là chính bạn là người mang lại cho họ cái sự mà gọi là cân bằng nhất trong cuộc sống. Ở bên họ, ở bên bạn, được kết nối với bạn hoặc là được chia sẻ cùng bạn thì họ cảm thấy rất vui và rất cân bằng. Đấy, thì đây chính là một cái mối quan hệ mà mình thấy rằng các bạn vẫn còn, bởi vì người ta vẫn còn hướng về bạn rất nhiều bạn nhé. Đấy. Thế còn bạn bây giờ thì cái câu trả lời của bạn là chính là bạn có tha thứ cho họ hay không? Bạn có một lần nữa để cùng sánh bước với họ hay không? Thì đấy là câu trả lời của bạn. Nhưng họ thì đâu luôn luôn mong muốn các bạn nhé, luôn luôn mong muốn điều đó. Thế thì để xem là trong cái mối quan hệ của các bạn này thì vũ trụ đã có một cái thông điệp về tình yêu dành cho các bạn, rằng các bạn cần học cái bài học ở đó và các bạn có phải là người định mệnh của nhau hay không. Đấy, thì từ lễ bây giờ thì mình thấy rằng nó chỉ là một cái mối quan hệ tình yêu, một tình yêu sâu sắc mà chưa phải là một cái liên quan đến cái định mệnh mà vũ trụ có thể cho các bạn một cái định mệnh, một cái câu trả lời là các bạn có còn duyên, còn nợ với nhau không. Thì Huệ Hoan Hỷ sẽ xin cái câu trả lời đó nhé. Đó, các bạn thấy rằng trong cái tình cảm có những cái lúc mà cái mối quan hệ của chúng ta nó sẽ không được trọn vẹn, mà nó cũng có những cái tác nhân làm cho cái tình cảm của chúng ta bị xa cách nhau. Thế nhưng nếu mà cái tác nhân này nó từ tác nhân ngoại cảnh, tác nhân bên ngoài, thì chúng ta có thể vẫn có thể bỏ qua và giúp cho nhau quay trở lại được. Nhưng nếu mà tác nhân nội lực bên trong, do hai người không chung hướng hoặc hai người có những cái lý do mà nó không thể đồng nhất được, thì chúng ta mới có thể là gọi là tách ra. Đấy, nhưng mà đây thì mình thấy rằng cái đây là tác nhân bên ngoài, tác nhân từ người thứ ba nào đó.
để dẫn đến cho các bạn có một cái sự mà không tha thứ cho nhau. Đấy. Một cái tác nhân thứ ba nào đó thôi. Đấy, tác nhân này có thể là liên quan đến cái người cũ hoặc là cái người mà trong cái giai đoạn đang yêu bạn mà họ lại có một cái tư tưởng hoặc là có liên quan đến một cái người phụ nữ khác hoặc là người đàn ông khác chẳng hạn. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem vũ trụ cho các bạn nhé. Các bạn cho cái thông điệp là tình yêu của hai bạn. Tình yêu của hai bạn, vũ trụ cho thông điệp này. Có còn nữa hay không? Tình yêu của hai bạn có phải có còn duyên còn nợ nữa hay không? Mình thấy rằng với cái trải bài này thì cái tình yêu của các bạn, vũ trụ nói rằng các bạn hiện tại bây giờ, hai bạn hãy đang sống cho chính bản thân mình. Hãy là những người mà hãy soi chính vào bản thân mình để sống cho chính bản thân mình trong hiện tại. Và hướng vào cái tương lai tốt đẹp. Nếu bạn muốn như thế nào đó thì bạn sẽ hướng cái cuộc đời của bạn theo như thế. Nếu như cái người họ và bạn đang xa cách nhau và đang chia xa để tự mỗi người ngẫm vào cái cuộc đời của mình. Và khi đó thì các bạn, nếu như cái tình yêu của các bạn, đây vũ trụ nói rằng nó vẫn còn thì các bạn sẽ có thể làm nên cái sự khác biệt được không? Hãy thành thật với chính bản thân mình. Đấy, hãy thành thật với chính bản thân mình các bạn nhé. Đây, lá bài, hãy thành thật với chính bản thân mình, sống theo chính bản thân mình. Mình mong muốn ra sao để các bạn sẽ sống với đúng như thế mà không phụ thuộc vào đối phương nữa. Đó, và chính cái tình yêu đối với bản thân mình sẽ tạo nên cái sự khác biệt của các bạn đây. Đó, chính là bạn sẽ cần tạo nên sự khác biệt. Và từ đó thì vũ trụ nói rằng cái tương lai của các bạn nó là một cái ngôi nhà hạnh phúc như thế này. Là một cái ngôi nhà hạnh phúc này. Vậy bạn có tha thứ cho họ hay không, hay là bạn chưa tha thứ cho họ, thì bạn cũng đang hướng tới một cái gia đình hạnh phúc như thế này. Thì cái mối quan hệ của các bạn này này, mối quan hệ của các bạn này này, nó là cái mối quan hệ có nhân duyên, có nhân duyên, nghiệp duyên với nhau các bạn nhé. Đây, các bạn sẽ có những cái sự khởi hoàn mới và các bạn có sự quay trở lại. Đó. Do vậy mà cái tình duyên của các bạn ở đây, mình thấy rằng các bạn sẽ có một cái kết thúc. Một cái kết thúc mà mang lại cho nhau cái sự hạnh phúc để có một cái gia đình nữa. Đó. Bởi vậy mà đây là một cái mối mà chúng ta hỏi vũ trụ là có còn nhân duyên còn nợ hay không. Thì vẫn còn nợ nhau thì mới có thể quay trở về bên nhau được. Đó, vẫn còn nợ nhau nữa bạn nhé. Thế còn quay trở về bên nhau mà các bạn vẫn không có một cái sự thay đổi thì các bạn lại có thể vẫn học lại cái bài học cũ. Đó. Nhưng cái sự quay trở lại bên nhau này cũng chưa biết được là có phải trở thành một gia đình hạnh phúc hay không. Nhưng mà các bạn sẽ có buổi gặp gỡ nhau để có sự rõ ràng, hay nói cách khác là có sự chia sẻ một cách chân thành, khi các bạn đã có một cái tiến trình để tự biết sống thật với mình và tự biết yêu thương và tự làm khác biệt mình rồi. Thì vũ trụ vẫn nói rằng vẫn có những cái buổi gặp, có những cái sự quay trở lại để mà hướng nhau tới một gia đình này. Còn nếu như mà cái sự lựa chọn của bạn có còn dành cho họ hay không, và cái cuộc hành trình của các bạn đi, chúng ta có thay đổi để mà mang lại cho nhau cái sự sống chân thành với nhau hay không nữa, thì đây chính là cái lá bài. Chân thành hay không là phụ thuộc vào, có nghĩa là các bạn hạnh phúc hay không là phụ thuộc vào cái sự chân thành của các bạn đây. Đấy, sự tha thứ chân thành của các bạn thì các bạn mới được cái vấn đề này. Bởi vậy mà đây chính là một cái trải bài, mình thấy rằng câu trả lời là nằm, vũ trụ đã cho chúng ta một cái thông điệp là các bạn vẫn còn duyên còn nợ với nhau. Nên các bạn vẫn có sự tái ngộ lại. Nhưng cái sự tái ngộ này có trở thành một cái gia đình hạnh phúc hay không thì đó là do quyền của các bạn. Đấy, do quyền của các bạn, bởi vì các bạn là cái người thực thi nó. Đấy, nên là vũ trụ nói rằng đây là một cái mối nhân duyên, các bạn có duyên với nhau, có nợ với nhau và các bạn sẽ có sự tái ngộ lại các bạn nhé. Đấy, như vậy là cảm ơn các bạn đã có cái sự theo dõi về cái mối nhân duyên mà các bạn đang muốn có cái thông điệp. Thì Huệ Hoan Hỉ cũng chúc cho các bạn khi chúng ta tái ngộ lại với nhau, chúng ta sẽ nhìn nhận ra các vấn đề của nhau và chúng ta sống chân thành với nhau, thì cái vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết. Đấy. Và cũng như vậy thôi, nếu như chúng ta trong cảm xúc thì nó khó có thể phân biệt rạch ròi lắm nữa. Bởi vì cái người mà
làm cho chúng ta có những cái tổn thương thì lại cái người đó là cái người mà chúng ta lại thương yêu nhất. Đấy, nó lại thường như vậy cơ. Do vậy mà chúng ta thấy rằng trong cái chuyện tình cảm thì không ai có thể nói một cái câu chắc chắn được, bởi vì chúng ta nó cái cảm xúc nó phụ thuộc vào cảm xúc, phụ thuộc vào từng cái đường, từng cái giai đoạn. Đấy, do vậy mà khi chúng ta đã có tình cảm với nhau rồi, chúng ta mà đã thương nhau thì chúng ta lại làm tổn thương nhau thì nó lại càng đau, và khi càng đau thì chúng ta lại càng có một cái sự nhớ nhung và có một cái sự mà cảm thấy như là chúng ta có tách rời. Chuyện tình cảm nó là như vậy các bạn. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tụ bài số 2 nhé. Cảm ơn các bạn tụ 1. Các bạn đang lắng nghe câu chuyện của mình và sẽ có những cái cảm nhận ở phía dưới comment cho mọi người hoan hỉ nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta sang tụ bài số 2 của các bạn đây nhé. Tụ bài số 2 của các bạn đây. Mến chào các bạn tụ 2 đã trở lại với Huệ Hoan Hỷ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng có một cái câu niệm với lại vũ trụ rằng người đó và con có còn duyên còn nợ hay không. Người đó chính là cái người bạn đã đang chia xa, hoặc đã nói chia tay, hoặc đã rời đi. Đấy, người đó là cái người cũ của mình đấy. Có thể đã là vợ chồng hoặc là người yêu của mình. Đó. Thì đây là cái câu chuyện mà nó cũng mang hơi hướng một chút là buồn trong cái chính bản thân chúng ta. Thế nhưng chúng ta có thể trong cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng có cho mình một cái định hướng, đúng không các bạn? Ta chuyển sang tụ 2 nào. Các bạn check năng lượng nhé. Năng lượng của các bạn tụ 2 đây. Năng lượng của các bạn tụ 2, các bạn nhìn rõ chưa nào? Trong cái mối quan hệ cũ của các bạn ấy, nó có sự giả dối ở trong đó. Nó không có sự thành thật nên là các bạn đã mang cái cốc tình cảm của mình trao cho cái người mà cảm thấy bạn thấy rằng nó chưa thành thật với bạn. Nên các bạn là cái người đang sống trong một cái khuôn phép, sống trong một cái môi trường mà các bạn có một cái sự công bằng, công bình, hay các bạn luôn luôn sống theo đúng cái nguyên tắc của bản thân các bạn. Nó liên quan đến pháp luật nữa. Có nghĩa là các bạn là một trong những cái người mà sống rất là nguyên tắc, rất là kỷ luật, rất là có một cái sức sống của các bạn nó mang cái tính chất khuôn phép rất là nhiều. Do vậy mà các bạn không tha thứ, không chấp nhận, không tha thứ, không chấp nhận cho cái vấn đề mà của cái đối phương của bạn có sự giả dối ở đây. Đấy. Do vậy mà cái câu tình yêu của bạn ấy, câu tình yêu của bạn, bạn đã mang nó đi, bạn không còn trao cho họ nữa, bạn đã rời đi. Đấy, chính cái sự chống đỡ của bạn cũng có một cái thời gian nhé. Trong mối quan hệ này bạn đã có sự một thời gian bạn chống đỡ, một thời gian bạn vun vén, một thời gian bạn có thể bạn đã có đau buồn rất nhiều để bạn nghĩ rằng có thể mang đến cho cái tình cảm của bạn nó thôi cố gắng, gọi là cứ cố gắng. Thế nhưng cái sự cố gắng của bạn nó cũng không đạt được, thì nên bạn đã phải rời đi. Đấy. Bạn đã rời đi đến một cái nơi mà bạn thấy rằng ở đó nó có bình an hơn cho bạn. Bởi vì con người của bạn nó rất là nguyên tắc. Đấy. Nên là bạn không có sống được trong cái sự có một cái sự giả dối như thế được. Đó. Nên là mình thấy rằng các bạn ở đây có thể là những cái đôi vợ chồng đã chia tay thật sự, đã ra pháp luật rồi đây này. Đấy. Đã ra pháp luật rồi. Đó. Các bạn trong tụ 2 này là những người đã ra pháp luật rồi. Có nghĩa là đối với vợ chồng ấy nhá, thì các bạn đã ly hôn rồi. Đấy, chứ không còn cái ấy. Còn đối với những cái tình yêu sâu đậm của các bạn thì các bạn cũng đã mang cái tính chất là chia cắt rồi. Đó. Và các bạn đã rời đi để các bạn đến một cái nơi mà các bạn cảm giác cho mình cái sự bình an hơn. Rời đi đây có thể là rời đi trong tâm trí hoặc rời đi về địa lý các bạn nhá. Bởi vì là nếu như chúng ta gần nhau mà chúng ta xa cách về lòng thì người ta gọi là cách lòng. Đó. Thế còn nếu không thì chúng ta đi xa thật là xa về địa lý, có nghĩa là chuyển cái nơi ở chỗ khác hoặc là cách nhau ra. Đó. Thế cái trường năng lượng của các bạn ở cái tụ 2 này mình thấy rằng như vậy, thiên về cái những cặp vợ chồng mà đã có một cái gia đình và các bạn đã có cái sự ra pháp luật một cách là thẳng thắn rồi. Đấy, các bạn sống trong cái môi trường như vậy. Thế còn chúng ta sang cái trường năng lượng của cái người đó là cái người các bạn đang nghĩ đến đấy nhá. Cái người đang nghĩ đến thì xem các bạn xem là năng lượng của họ ra sao, hiện tại bây giờ ra sao. Khi chia xa, khi bạn rời đi và khi bạn không còn ở bên nữa thì năng lượng của họ ra sao. Đó, chúng ta có những cái thông điệp để xem họ ra sao nhé.
Cái người này ấy, thì họ là một cái người người vững vàng. Họ là cái người vững vàng lắm các bạn ạ. Họ có thể trong mối quan hệ của các bạn, nếu như với gia đình thì họ là cái người làm chủ. Họ là cái người mà quyết đoán, họ là cái người gọi là quyết đoán, độc đoán luôn ấy. Và họ là cái người mang lại cho bạn rất nhiều cái tổn thương và họ có thể lừa dối bạn. Và họ là một cái người mà cũng có quyền lực. Quyền lực của họ nhé. Họ là một người có quyền lực. Đó. Các bạn nhìn thấy này, đây họ, nếu mà trong gia đình họ làm chủ này, họ là cái người mà làm chủ gia đình luôn chứ không phải là bạn. Nếu mà các bạn đã có gia đình, họ nói như thế nào hoặc là họ hành động như nào thì họ quyết độc đoán, quyết đoán của họ chứ họ không có nghe bạn đâu. Đó. Cái thứ hai nữa là họ là một người có nắm về kinh tế nữa. Họ là một cái người mà có thể làm ra kinh tế rất tốt. Và họ là một cái người làm chủ gia đình cũng như làm chủ cái cuộc đời của họ. Thế nhưng trong cái tình cảm đối với họ, à với bạn ấy, thì đây họ có một cái sự cân nhắc, cân đo và họ cũng có một cái sự có nghĩa là bây giờ họ đang cân nhắc, đang cân đo này. Nhưng cũng có những cái lúc tình cảm mới đến với họ đấy, này tình cảm mới đến với họ. Nhưng cái người này người ta cũng chưa đón nhận cái tình cảm mới với họ, với đâu mà họ vẫn đang nghĩ về bạn này, họ vẫn đang muốn nghĩ về bạn. Hoặc là họ đã có một mối quan hệ khác rồi nhưng họ vẫn luôn nghĩ đến bạn. Đó, họ vẫn nghĩ đến bạn. Bởi vậy mà cái mối quan hệ của các bạn thì họ vẫn còn cái sự nghĩ về bạn, vẫn cân nhắc giữa bạn với cái mối quan hệ mới của họ. Đấy. Người này thì người ta thiên về cái ý chí của người ta ghê lắm. Cái người này là sống với cái người này hoặc là yêu cái người này thì chúng ta, cái người mà đối phương của chúng ta này là cái người độc quyền hơn. Đấy, có nghĩa là họ làm cái gì như thế nào đó là quyết định của họ. Chứ cái bản thân của bạn chính là cái người mà phải nún, phải nhường. Có nghĩa là tất cả cái thứ đó là họ là người quyết định. Nên là sống với người này thì bạn sẽ có những cái thiệt thòi. Cái thiệt thòi ở đây, thứ nhất là về cái sự tôn trọng của họ dành cho bạn. Là một cái sự mà không có sự tôn trọng nhiều. Cái thứ hai nữa là họ là cái người mà quyết đoán nhiều. Do vậy mà mọi cái hành động của họ, mọi cái suy nghĩ của họ là do họ hết. Nhưng mà có tình cảm thật bạn nhé, họ vẫn có tình cảm với bạn nên họ vẫn có nhớ đến bạn và họ vẫn thương bạn. Vẫn có thể là nói về một cái tình yêu, thế nhưng cái tình yêu này nó vẫn trong một cái mối quan hệ có những người thứ ba nữa bạn nhé. Đó. Bởi vậy mà bạn có thể đã bị tổn thương từ cái mối quan hệ này. Nên bạn đã không gồng gánh được nữa đây này. Do chính là có cái mối quan hệ ba người này nên bạn đã không gồng gánh được nữa và bạn đã có sự buông đi. Cái sự gồng gánh chống đỡ của bạn, bạn đã nhiều lần, nhiều năm rồi nhưng bạn đã buông đi. Đó. Thế thì mình sẽ xin vũ trụ cho biết là với lại cái hiện nay thì cái tình cảm cũng như là cái mối nhân duyên của các bạn có còn duyên còn nợ với nhau hay không nhé. Có còn duyên còn nợ với nhau hay không? Chúng ta có còn duyên còn nợ với nhau hay không? Người ta thì vẫn đang có sự cân nhắc giữa bạn với lại một người mối quan hệ mới. Họ vẫn cân nhắc đấy. Tuy rằng họ chưa đón nhận hoàn toàn đâu. Đấy, họ chưa đón nhận hoàn toàn cái mối quan hệ mới đâu. Họ vẫn cân nhắc để xem là cái người đó với bạn như thế nào đấy. Chứ cũng không phải là họ hoàn toàn dứt ra đi đâu. Cái người này người ta quyền lực lắm bạn ạ. Lại xuất hiện cho họ một cái điều nữa. Đấy. Họ sau khi họ suy nghĩ, sau khi họ có một cái sự nghĩ ngợi rồi, họ có sự cân nhắc rồi thì họ mới biết được bạn chính là cái người mà dành tình yêu cho họ nhiều nhất. Và họ biết được là bạn chính là người mà họ trong lòng của họ vẫn có sự có nhiều cái suy tư nhất. Nên họ có một cái quyết định đây. Họ sẽ có một cái quyết định rằng sẽ tấn công lại để mang lại cho bạn. Đây, họ nhanh như gió này. Họ làm cái gì họ quyết liệt lắm. Cái người này này, họ quyết định luôn. Họ sẽ quay trở về. Họ sẽ quay trở về để họ làm với bạn
và với một cái sự cam kết, nếu như y chưa yêu thì họ sẽ là mới chưa kết hôn nhé, thì bạn sẽ là cái người để họ lựa chọn để kết hôn này bạn này. Đấy. Họ sẽ quay trở về để họ làm cái việc này đó. Họ sẽ mang cái nhiệt huyết của họ, họ mang tất cả những cái giá trị của họ có để họ về để họ mang lại cho bạn. Và đến khi đó thì đến cái thời điểm bây giờ này này, có nghĩa là họ hoặc là trong cái thời điểm tương lai gần, họ sẽ chuyển từ ông vua tiền trở thành ông vua nước. Có nghĩa là trong tình cảm của họ, họ sẽ đạt được đến mức này. Có nghĩa là họ không còn lạnh lùng, không còn chỉ liên quan đến tiền bạc, không chỉ còn liên quan đến quyền lực của họ nữa, mà họ đã có một cái tình cảm, chuyển hóa tình cảm của họ. Họ muốn cái tình cảm của họ nó được thổ lộ ra, họ không giữ bên trong và họ muốn cái tình yêu này, muốn cái tình cảm này được trao cho bạn. Và họ nhìn thấy rằng đây chính là bạn, chính là gia đình của họ. Một ông này thì lắm tiền rồi, ông này rất nhiều tiền. Đấy, ông ấy làm cái công việc gì không biết, nhưng mà cái tiền của ông là sung túc. Nên ông muốn mang cái gia đình mà có sự sung túc này đến với bạn thôi. Đó. Và cái sự cân nhắc này nó trải qua một cái quá trình mà bạn rời đi bạn nhé. Bạn rời đi, bạn không còn có cái sự chống đỡ với cái tình cảm của cái mối, trong cái mối quan hệ nữa, nên bạn đã rời đi. Chính cái sự rời đi của bạn đã thức tỉnh ông này, đã thức tỉnh cái người này. Mình cứ nói là ông, bởi vì mình biết là các bạn xem một cái tụ bài này đa phần là nữ. Đấy. Đấy, nhưng mà đây mình nói cái trường năng lượng nam nhá, cái trường năng lượng nam ở đây nó mạnh này, cái người chắc là người nam thôi. Đấy, trường năng lượng của họ mạnh, họ là cái người quyết đoán, họ làm cái gì họ cũng quyết đoán luôn, và đây họ muốn cái gia đình này dành cho bạn ấy này. Do vậy mà đây các bạn thấy với cái sự tình yêu của hai người nó vẫn còn. Nên còn không biết là bạn khi bạn quay lưng lại, bạn rời đi như thế này, thì bạn có chắc chắn là bạn có mong muốn một điều gì đấy thì bạn mới xem đến cái trải bài này đó. Bởi vì chúng ta thấy rằng trong các mối quan hệ mà khi chúng ta tìm đến cái trải bài để mà nghe về cái người cũ ấy, là chúng ta vẫn có những cái trong sâu thẳm là chúng ta vẫn hướng về một phần đấy. Cho dù người ta mà lựa chọn lối mới rồi thì chúng ta chúc người ta hạnh phúc, còn nếu như người ta vẫn mong muốn quay với mình thì các bạn chắc chắn rằng sẽ cho họ cơ hội thôi đấy. Thì mình thấy rằng đây đấy, nếu như mà theo cái lập trình một cái câu chuyện như thế này thì họ sẽ quay về với bạn. Họ sẽ quay về và chinh phục bạn lại như này, chinh phục bạn lại để trao cho bạn một cái cốc tình yêu mà họ đã có sự chuyển hóa rồi nhá. Từ một ông vua chỉ liên quan đến tiền thôi thì bây giờ đã có cả tiền và có cả tình trong đó nữa rồi. Ông mới biết rằng như người này, bạn sống cùng với người này thì bạn vẫn là cái người mà ở cái trường năng lượng thấp hơn họ, bởi vì họ vẫn có cái quyết đoán nhá. Thế nhưng mà họ đã nhìn ra được vấn đề và mang lại cái vấn đề này cho bạn rồi đây nè. Đó. Thế thì vũ trụ sẽ nói rằng với cái như thế thì các bạn sẽ cần phải trong cái mối quan hệ này này thì bạn cần phải học được cái bài học như thế nào thì các bạn mới có thể là tha thứ cho họ, hoặc là có thể mở rộng cánh cửa để đón họ một lần nữa hay không, thì cái bài học ở đây là gì nhá. Đó, các bạn chú ý này. Còn cái quyền quyết định là của bạn mà. Bởi vì nhiều khi chúng ta có những cái tổn thương mà chúng ta không còn muốn hàn gắn nữa, thì đấy là quyền của bạn. Bạn chỉ xem thôi, xem để xem là tâm tư của họ thế nào và cho họ một bài học, đúng không nào. Còn đấy cũng chính là cái tư tưởng của mỗi người các bạn nhé. Còn vũ trụ sẽ cho các bạn có những cái thông điệp về cái chuyện tình này tiếp theo đấy. Vũ trụ sẽ nói rằng cái này thì chắc chắn là bạn tha thứ cho họ rồi. Tha thứ cho họ rồi. Họ quay trở lại là bạn sẽ tha thứ cho họ biết ngay mà. Lúc trong cái sâu thẳm của chúng ta vẫn có cái tình yêu, vẫn có tình yêu thương đối với người cũ của chúng ta. Đấy. Nhiều khi cái mối quan hệ nó khó nói, mình nói rồi, tình cảm nó khó nói. Chính cái người làm tổn thương mình nhiều thì mình lại dành tình cảm cho họ nhiều. Nên là cái người này quay trở lại là bạn có sự tha thứ. Đây, hiện tại bây giờ thì bạn đang từng cái hành động nhỏ của bạn
chính là yêu thương những cái giá trị xung quanh của bạn. Nên bạn có thể đã không còn sự yếu đuối, không còn cái sự xưa kia ấy, khi bên cạnh người này thì bạn hay yếu đuối và bạn hay có cái sự nhẫn nhịn, nhường nhịn, và nhiều khi là bạn làm thấp cái giá trị của mình đi, nên là họ lại càng lớn tới. Nhưng đến bây giờ thì bạn đã biết yêu thương chính mình đấy, bạn đã biết quay trở về yêu thương chính mình và chia sẻ cho những giá trị yêu thương xung quanh bạn, nên bạn đã có sự tỏa sáng hơn. Và đấy, đây nói rằng nếu như các bạn gặp lại thì các bạn sẽ có những cái lời nói dành cho nhau một cách chân thành, thân thiết nhất. Đấy, khi người ta quay trở lại, bạn sẽ dành cho cái người ta cái lời nói chân thành, thân thiết nhất và chia sẻ một cách rõ ràng nhất về những ý muốn của bạn, về những cái khát khao của bạn, chứ bạn không như xưa nữa. Đó. Và khi các bạn gần nhau, các bạn vẫn có sự sức hút và cái tình cảm các bạn dành cho nhau nó vẫn như thế này các bạn này. Đó. Nên là cái tình cảm mà cái mối quan hệ lương duyên ấy, chúng ta nhìn người ngoài chúng ta bảo như thế thì thôi dứt đi cho nó xong đấy, nhưng mà chỉ cái người trong cuộc mới hiểu thôi. Chúng ta không phải là người trong cuộc, chúng ta không hiểu được cái cảm xúc giữa hai người với nhau được. Hai người đến với nhau nó có một cái cảm xúc kỳ lạ, kỳ diệu. Có thể người ta làm tổn thương đau mình, nhưng mình vẫn còn thương người ta, và mình vẫn có một cái cảm xúc rất là muốn hướng đến một cái sự trọn vẹn hơn đối với cái người đã làm tổn thương mình, chứ không dứt ra ngay được. Đấy. Thì đây là nếu như các bạn gần nhau, các bạn có cảm xúc như thế này này. Do vậy mà các bạn làm sao mà xa rời một cách mà gọi là nói đứt là đứt luôn được. Và vũ trụ nói rằng đây, hãy cho nhau cơ hội mới. Hãy cho nhau một cơ hội mới. Cơ hội mới này chính là cái cơ hội mà mang lại cho bạn và cho họ. Đấy. Bởi vì họ đang mong muốn như vậy mà họ sẽ trở về với bạn một cách nhanh chóng mà. Đó. Khi họ đã nghĩ ra được vấn đề, họ cân đo đong đếm, họ cân nhắc được vấn đề của họ rồi thì họ sẽ quay trở lại. Và đây chính là cái vũ trụ hãy nói rằng hãy cho cơ hội. Khi chúng ta vẫn còn cảm xúc với nhau, khi chúng ta vẫn còn có những cái hướng về nhau, và khi đó thì hãy nói đây, hãy nói những cái điều mà con muốn với cái người đó. Khi chúng ta nói ra được vấn đề của mình rồi thì người ta sẽ thấu hiểu, và đây là chính là cái điều mà chúng ta sẽ làm một cái bước gọi là sống thật với mình. Trong tình yêu chúng ta cũng cần phải đưa ra những cái giá trị mà mình mong muốn, chứ không phải mình cứ sống với lại cái mong muốn của họ. Thì chúng ta mới có sự cân bằng được, chúng ta mới có sự cân bằng được nhé. Đây chính là như vậy. Thế còn cuối cùng là cái lá bài mà vũ trụ nói rằng chỉ có tình yêu thương trên trái đất này mới xóa tan được những cái bóng tối, xóa tan được những cái màn đêm và mang lại cho chúng ta một cái niềm hạnh phúc, mang lại cho chúng ta sự yêu thương trọn vẹn nhất trên cái hành tinh của chúng ta. Như vậy, đây cũng chính là một cái chu kỳ vòng lặp trong tình cảm của các bạn nhé. Các bạn chia xa để mà nhìn nhận lại chính mình, bạn cũng có những cái cần phải bài học, và họ cũng như vậy. Họ là cái người mà quyết định nhất, nhưng bạn đã học ra được cái giá trị của mình. Mình phải trân trọng yêu thương chính mình để mình có vị thế cao và mình có một cái sự tôn trọng từ họ. Đấy chính là bài học của họ, của bạn đấy. Và khi đó thì cái mối nhân duyên này, đấy, bạn bây giờ bạn cứ trau cho mình một cách tỏa sáng đi. Thì họ khi họ trở về thì họ ngưỡng mộ mình và họ sẽ thấy rằng đây chính là cái viên ngọc quý mà họ đã có sự... Một thời gian họ đã có sự lừa dối, hoặc là có sự không trân trọng, hoặc là có sự còn quyết đoán, mà có thể họ rất là quyết đoán nên là họ đã đánh mất cái cảm xúc của bạn. Đấy. Bởi vậy mà đây là cũng một mối nhân duyên. Mình thấy rằng hôm nay cái tụ bài của chúng ta, tuy rằng mỗi người có một cái mối, một cái câu chuyện khác nhau, một câu chuyện khác nhau, thế nhưng mà khi chúng ta trải ra thì cái cảm xúc ở trong cái tụ bài ấy, chẳng biết là các bạn có giống Huệ Hoan Hỷ đang trải bài cho các bạn, nhưng mà cảm xúc của mình đến với lại cái tụ số 2 này này, nó có một cái gì đó nó mãnh liệt ở trong người luôn, như là một cái cuộc hội ngộ mà hai người gặp nhau, xong đó là có sự trò chuyện thẳng thắn với nhau, xong đó là có một cái mối một cái sự tương tác mà nó gây một cái xúc động, mà nó gây một cái sự gọi là thu hút mãnh liệt với nhau ấy. Đấy, mình cảm nhận là như thế. Nên là khi đó thì đã cho nhau một cái cơ hội mới này. Các bạn nhìn thấy đây. Đó. Như vậy là mình cũng rất là mong muốn là các bạn khi nếu vẫn còn tình yêu với nhau đấy, khi mối quan hệ mà nó chia xa vì những cái lý do mà nó không phải là nội lực quá, mà nó là lý do từ bên ngoài, hoặc là lý do mà chúng ta chưa thấu hiểu về nhau, thì cái việc mà quay lại với nhau chúng ta cũng là tha thứ thôi mà. Tha thứ cho người đó cũng chính là tha thứ cho chính mình đấy. Thì chúng ta sẽ có những cái mối nhân duyên, và đây cũng là một cái mối nhân duyên mà các bạn vẫn còn duyên còn nợ với nhau nhé. Đấy, thì khi còn duyên còn nợ thì các bạn sẽ đi cùng nhau như thế nào thì cái bài học vũ trụ đã sắp đặt cho chúng ta rồi đấy. Đấy, các
các bạn sẽ có những cái quyết định của các bạn nhé. Chúc các bạn tự hài sẽ có thể cái người này người ta rất là nhanh nếu các bạn nhé, người ta sẽ đến bên bạn và mang lại cho bạn cái cảm xúc yêu thương quay trở lại nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn lắng nghe và chia sẻ cùng với kênh của Huệ Oan Hỉ. Những cái trải bài mà Huệ được đọc ra như thế này là đang có sự hỗ trợ của các cái đội ngũ dẫn dắt tâm linh của Huệ, và cũng là một trong những cái câu chuyện mà các bạn đã đến với kênh của Huệ Oan Hỉ nó đều có cái trường năng lượng gắn kết với nhau. Đấy. Bởi vậy mà cũng rất cảm ơn các bạn. Còn ai muốn xem riêng thực sự về cái kết quả riêng của các bạn thì các bạn hãy là người liên hệ với Huệ qua cái thông tin ở phía phần bình luận, có Zalo ở đó, có tên, có cái điện thoại Zalo ở đó, các bạn liên lạc riêng nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn luôn có một cái sự hạnh phúc từ tâm, hạnh phúc từ trong cái nội tâm của mình trước. Và sau đó chúng ta sẽ lựa chọn sự phù hợp với cái người tương đồng với mình. Cảm ơn các bạn.